Sau bạn nhập xin chào cả nhà. Em vừa vệ sinh xong con máy rửa bát Nationa NTVM1 rất là đẹp. Em làm luôn cái clip này phục vụ các bác nhé. Đây là một cái con Navom. Cái mẫu này thì nó nổi tiếng về cái độ bền, cái độ rộng rãi và độ ưa chuộng của người Việt Nam mình. Hãng Nationa này thì nó sản xuất máy rửa bát nó rất là bền này. Sau này Panasonic cũng kế thừa thôi. Một con máy tổng thể hình thức đúng nguyên bản chất mãi, về bên em chỉ vệ sinh các hạng mục, lau chùi, test dọn sạch sẽ, chạy test ngon lành phục vụ các bác. Ở tất cả các cái máy rửa bát thì tính năng của nó thì đều giống nhau hết thôi. Đấy, đắt hay rẻ thì nó chỉ phụ thuộc vào cái năm sản xuất, tức là khi ra một cái model mới thì cái model cũ thì nó sẽ rẻ đi, và theo thời gian thì càng ngày càng rẻ như vậy thôi, chứ còn không phải là một cái máy rửa bát mới thì nó nhiều tính năng hơn đâu các bác nhé. Vì khi sản xuất một cái máy này, bản chất là cái thời điểm nó ra mắt thì nó cũng đã đủ hết tất cả mọi tính năng rồi. Rửa với nước nóng, sấy khô, diệt khuẩn, tất cả đầy đủ rồi. Theo thời gian chỉ có cải tiến mẫu mã thôi. Cho nên bác nào kinh tế vừa phải, mình cứ làm những cái chiếc máy vừa phải như thế này, mình dùng. Những cái máy này thì thực sự ra cái độ bền của nó thì không phải nghĩ ạ. Bên em chuyên về máy rửa bát nên là không thiếu bất kể một cái linh kiện gì để phục vụ cả nhà nhé. Bảo hành cho các bác 1 năm luôn. Ngoài thời gian bảo hành ra, các bác cần hỗ trợ gì mà mua máy bên em thì bên em hỗ trợ các bác. Cái chiếc này thì hiện tại bên em bán là 3,2 triệu, bảo hành 1 năm, chưa có phí vận chuyển, chưa có biến áp đi kèm. Biến áp thì là 500.000. Con này cái thứ bên hông con này còn rất là đẹp này. Đấy, nguyên bản mà không sơn thứ gì, một con như thế này nó quá là đẹp luôn. Năm sản xuất 2007, bền vĩnh cửu, 50 năm vẫn chạy tốt. Rửa với nước nóng 80 độ C, không cần phải bất kể chất tẩy rửa nào cả, vẫn sạch bóng. Gioăng chỉ này thì bền vĩnh viễn quá nhé, không bao hỏng nhé. Đây, không bao giờ hở nước đâu ạ, yên tâm là như vậy. Trên này là các bác xếp các cái bát ô tô nhựa, mình cứ xếp nghiêng này, 6 cái cốc này, không xếp cốc thì mình có thể xếp thành bát. Dưới này, hàng dưới này là xếp 12 bát con, mỗi kinh hạnh này là 6 cái. Hai hàng 6 đến 8 cái đĩa xếp dọc như này. Đũa thìa xếp vào đây, dòng này 3 tay full. Tay full đều được bọc inox hết, 3 tay full các bạn nhé. Đây, 3 tay full này. Đây. Hàng full phía sau. Các đời Nationa thì đều là rồi inox hết. Đây. Nationa hay Nationa thì tùy các bác gọi kiểu gì thì gọi. Các bác nào lấy chiếc này thì các bác liên hệ nhé. Chào các bác.